Xin chào tất cả quý vị và các bạn, cô chú anh chị em đang theo dõi trên kênh Trại Đồng Bằng TV. Thì ngày hôm nay Trại Đồng Bằng hiện tại bây giờ đang có mặt ở gần nhà của chị Hà, không may gặp nạn ở trên xà lan đó cô chú anh chị. Và ngày hôm qua thì cô chú anh chị em biết là cái ngày thất thứ 6 của chị Hà, thì anh Tuấn không có về đó. Nhưng mà trong cái thất thứ 6 của chị Hà thì cô chú anh chị em nếu mà có theo dõi thì cũng đã nghe chính miệng là con của chị Hà cũng như là con của anh Tuấn, tức là bé Linh, đã lên tiếng chỉ thẳng mặt là anh Tuấn và nói những cái thông tin rất là đáng giá. Và ngày hôm nay thì ở đây là lúc sớm thì cũng có chia sẻ cho cô chú em một cái video là Trại Đồng Bằng cũng như là đang gặp là một số các anh em ở trên Sài Gòn xuống để hẹn gặp là anh Tuấn xà lan để có cái cuộc nói chuyện. Thì nói chung là ở đây là các anh em làm việc là không phải là muốn gặp để mà chửi bới hay đánh đập hay hâm he gì, tại vì cần như là cái anh Tuấn này chia sẻ một số những cái vấn đề của ảnh là có đính chính, có trả lời lại khi mà nghe chính con gái ruột của ảnh đã nói hay không. Là cũng gần nhà đây thì hồi nãy cũng nghe bà con thông tin là anh Tuấn thường thường uống cà phê ở cái khu vực này, nhưng mà ra đây thì không có thấy, không có gặp. Thì ngày hôm qua đó là cô chú anh chị em cũng đã nghe chính bé Linh đã khẳng định một câu là cái người mà ra tay với mẹ là cha. Thì cái đó là cái clip ở trên kênh của Asin thì cô chú anh chị em cũng đã nghe rồi. Em không cần phải chia sẻ lại, mà bé nó khẳng định và nó chắc nịch một cái điều như vậy. Thì ở đây với cái góc nhìn của ở đây là của riêng em, riêng Trại Đồng Bằng, em đã đi nhiều cái sự kiện cũng như là nhiều cái vụ việc mâu thuẫn gia đình và xảy ra những cái hậu quả nghiêm trọng, thì rất là ít những cái người như là con cái hay là vợ chồng người ta chia sẻ. Như cái vụ mới đây nhất là cũng có một cái vụ ở cũng ở khu vực An Giang đây, là người con mà ra tay với chú và cha đó, gia đình người ta cũng có chia sẻ. Kể cả là ví dụ như chồng ra tay với vợ thì con cũng không ít khi nào chia sẻ, nhưng mà ngày hôm nay thì bé Linh đã lên tiếng chắc nịch, khẳng định là bé nó nói là đã đủ 18 tuổi để nhận thức được những cái việc làm của người cha. Và đặc biệt là bé Linh cũng đã lên tiếng về cái vấn đề những cái lời nói không có đúng, không có là nó phải nói là mình nói xạo của tức là anh Tuấn, về cái vấn đề số tiền 80 triệu mà anh nói rằng đã chuyển cho con của chị Hà, để chuyển cho con cái số tiền lớn, anh không dám chuyển nhiều, chỉ chuyển 20 triệu thôi. Nhưng mà thật chất thì bé Linh đã chia sẻ đó là những cái tiền hai cái chuyến chở hàng cuối cùng. Và khi mà chở hàng thì số tiền đó chia làm 4, có giấy tờ hẳn hồi chứ không phải là tiền của anh. Mà thật sự là khi mà nghe bé Linh chia sẻ thì mình cũng cảm thấy rất là buồn, rất là buồn trong một cái sự việc. Thứ nhất là mẹ đã mất, mà cái thứ hai là người cha của mình lại nói không đúng về cái chuyện của mình, và đặc biệt là không có hỏi thăm về cái chuyện con cái gia đình mà lúc nào cũng chỉ hỏi về tiền bạc. Thì thật sự khi mà em nghe thì em rất là buồn, rất là thất vọng về cái anh Tuấn này. Chứ đây là mình nói về cái chuyện gia đình thôi, rất là thất vọng. Như bé Linh cũng chia sẻ là không có điện thoại hỏi thăm sức khỏe, kể cả gia đình bên nội không điện thoại thăm sức khỏe, mà chỉ điện thoại hỏi về tiền. Ồ, tiền nó quan trọng lắm hay sao mà lúc nào cũng tập trung vào tiền hết trơn, mình cũng không hiểu nổi. Và cái số tiền rõ ràng là chia 4, đúng không? Thì anh đã lấy ba mấy triệu, đó là chính miệng con gái anh nói lấy ba mấy triệu rồi. Thì còn cái phần mà chuyển cho bé đó là người ta trả về cái tiền mà đi chở hàng chứ không phải là tiền của anh chuyển. Vậy cái tiền của anh chuyển ở đâu mà tiền của anh để mà
nó anh nói rằng anh đem về để cho con, chăm sóc con, lo lắng cho con như thế nào, mà ngày hôm nay bé Linh lại lên để mà nói. À, kể cả là bé Linh nói là gia đình bên nội cũng không có quan tâm. Đây là một cái sự việc là con của anh Tứng nói. Và trong đó thì trong cái clip thì có bé nó có khẳng định là cái vấn đề là chính con quyết chính chắc cha con đã ABCZ với mẹ con. Thì bây giờ tôi trang bằng bé Linh cũng như là gì nghĩa diệt thân vậy. À, cũng câu chuyện như là đại nghĩa diệt thân, chứ ít khi nào mà có người con lên để mà tố cha của mình. Thì dù gì đi chăng nữa thì anh Tuấn cũng là cái người đã có cái công sinh ra, thấy không? Cũng là cha, dù gì cũng là cha, mà tại sao là bé Linh lại lên tiếng để tố cáo cha mình ở trên mạng xã hội, và kể cả là nói bây giờ không theo họ cha nữa, từ luôn và theo họ mẹ. Thì em thì bữa ngày hôm qua thì em có trực tiếp em xuống tận nhà, nhưng mà lúc đó cũng trễ rồi nên theo các anh em đi về, không có ghi hình, không có ghi hình rồi, chỉ có cử một số anh em vô để thắp nhang cho chị Hà thôi, thì không có ghi hình. Nhưng mà nghe nói thì mình cũng rất là buồn. Thì bây giờ thì nói chung là hiện tại bây giờ cái vấn đề anh Tuấn anh có tội hay không, hay là anh có liên quan gì cái sự ra đi của chị Hà không, thì không ai khẳng định hết. Ở đây là tụi em chia sẻ với cả nhà, không ai khẳng định hết và cũng không ai kết luận là anh Tuấn này anh sai, anh nó vi phạm pháp luật. Chỉ có chúng ta nghe là từ phía là gia đình, tức là mẹ ruột của chị Hà và con, kể cả con ruột của anh Tuấn cũng lên tiếng để mà tố cáo anh này. Thì bây giờ nói chung là cái bước đầu tiên là chúng ta phải chờ đợi về cái kết luận của cơ quan chức năng. Thứ nhất, cái thứ hai là nếu như mà khi mà có kết luận cơ quan chức năng rồi mà gia đình cảm thấy là không có hài lòng, mà không có chưa đồng ý về cái kết luận đó, thì mình có quyền làm đơn khiếu nại. Và bây giờ này, kể cả con của chị Hà là bé Linh thì đã đủ 18 tuổi để chịu trách nhiệm chứ không lực rồi. Đó, bé là đủ 18 tuổi rồi nha cô chú anh chị. Bé Linh đã 18 tuổi rồi thì những cái lời nói của bé Linh thì chắc chắn là phải chịu trách nhiệm chứ không lực. Và bé nó nói là nó cũng đã biết, nó cũng đã hiểu rồi. Đó, cho nên là bé nó mới dám lên tiếng để nói. Thì ở đây là em có cái suy nghĩ là anh Tuấn này là có làm việc luôn với con gái của mình hay không. Tức là bé này nói rồi là anh Tuấn là có suy nghĩ là sẽ xử lý luôn cả là con gái của mình. Đó, nhờ pháp luật xử lý luôn hay không thì vấn đề đó mình cũng phải chờ đợi. Và ngày hôm nay thì các anh em ở đây thì cũng để muốn gặp được là anh Tuấn để con chia sẻ như thế nào. Nhưng mà có một điều rất là lạ là thường thường là những ngày lễ, những ngày cúng chị Hà cúng thất thì anh hay điện thoại xin về, nhưng mà ngày hôm qua thì anh không có xin về, cũng không có điện thoại, không liên lạc gì một số các kênh YouTube để đến để chia sẻ. Đây là một điều rất là lạ, một động thái rất là lạ sau khi có cái cuộc hẹn với Asin và không thành cái kèo chốt kèo mà 5 tỷ. Thì nó thật sự khi mà Trang Bằng nghe Trang Bằng phì cười liền. Tại vì rõ ràng là cũng cho anh em biết là cái kèo đó không thể nào thực hiện được. Cái kèo đó là vi phạm pháp luật, không có ai mà có cái chuyện mà ra để mà chốt kèo, không có cơ quan chức năng nào mà họ ký giấy để mà chốt kèo 5 tỷ hết đó. Điều đó rất là rõ ràng, không thể nào mà bàn cãi được mà ảnh lại lên nói. Thì hiện tại bây giờ không biết là ảnh sau lưng ảnh có những quân sư để mà hỗ trợ chứ sợ thôi đừng nói nữa, mày càng nói càng sai là mày nói toàn lòi tới này kia mấy ông lắm. Bây giờ im lặng chờ đợi quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, khi mà có kết luận rồi sẽ tính. Mình không biết như thế nào. Rõ ràng ở đây là em không phải nhiều kênh thì họ chia sẻ một chiều hướng như thế nào thì em không biết, nhưng mà riêng ở đây Trai Đồng Bằng là không, bất cứ là không có kết luận, không có ghi những cái tiêu đề mà coi như là giật bắt bớ hay là anh này đã bị tóm hay là đầu thú hay nhận tội gì hết ha. Thì mình chỉ chia sẻ những cái hiểu biết của mình để gửi đến quý vị của chúng em thôi. Có nhiều những cái bình luận, có nhiều kênh họ chia sẻ hướng dư luận theo một chiều hướng tiêu cực, thì nó ảnh hưởng đến cái quá trình làm việc của cơ quan chức năng hay là quá điều tra. Thì mà em cũng đã có gửi những lời khuyên thì mình chia sẻ nào cho nó đúng, có thì nói, không có thì thôi. Tiêu đề thì nó phải đúng, nó đi khác sát với cái nội dung đó. Người đi không có đúng thì có bà con vô nghe thì nhiều khi họ lại hiểu lầm ha. Một cái sự việc này nó không phải là cái chuyện đùa, sự việc này nó dính dáng tới là pháp luật và ảnh hưởng tới uy tín danh dự của một người đó, nó rất là lớn. Thử hỏi
Bây giờ mình là người ngoài đi, thì mình nói xấu người ta thì chắc chắn sẽ bị thưa kiện, thì cái đó là cái chuyện bình thường đi. Còn bây giờ mình đặt lại, quay trở lại cái vấn đề mẹ vợ, hiện tại bây giờ con ruột lên tiếng khẳng định chắc nịch chính cha con đã làm như vậy với mẹ con, thì cái động thái của anh Tuấn sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi, và ngày hôm nay là các anh em đang tập trung ở đây để tìm gặp anh Tuấn, xem có gặp được hay không, thì tụi em sẽ tiếp tục chia sẻ gửi đến quý vị của chúng em. Khu vực này là khu vực sát gần nhà của chị Hà, cũng như là anh Tuấn cũng gần đây luôn, gần khu vực luôn. Đây là một quán cà phê mà anh thường ra đây để anh ngồi, thì các anh em đang ngồi ở đây chờ. Nãy giờ điện mà không có gặp được, không có bắt máy, thì bắt máy lúc nào cũng nói là không phải, nhưng mà tiếng thì rõ ràng là tiếng của ổng. Thật sự là ngày hôm qua thì nghe con của chị Hà chia sẻ mình cũng đau lòng. Đức từng nỗi ruột, một cái bi kịch của gia đình, tiền bạc, đúng là tiền. Mở miệng ra là tiền, mở miệng ra là thương con, thương cái. Nhưng mà cuối cùng con mình nó lên nó nói như vậy thì còn cái môn nào để mà chối cãi nữa. Rồi, thì rất cảm ơn quý vị của chúng em đã quan tâm theo dõi cái video chia sẻ này. Rồi mình sẽ tiếp tục cùng các anh em, nếu mà gặp được sẽ ghi hình ngay lập tức để gửi đến cho quý vị của chúng chị. Rất cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Hello quý vị, cho Trai Đồng Bằng ít phút quảng cáo. Thì trên tay Trai Đồng Bằng đây là chai nước cốt nhàu đường nguyên chất, trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp rất là tốt cho người già. Quý vị nào cần có thể liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình. Một chai như vậy là 300.000 bao ship nha quý vị. Và tiếp theo nữa, đây đây là chai mật ong rừng U Minh 100% nguyên chất. Một chai như vậy là nửa lít, thì cái số lượng hiện tại bây giờ đang có hạn, thì còn khoảng vài lít nữa thôi. Vì nào cần có thể liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình. Thì một chai như vậy là nửa lít, một lít là 1.500.000 bao ship nha quý vị. Và tiếp theo nữa, đây trên tay em là một cái bịch cà phê. Cà phê này là cà phê Đắk Lắk, nguyên chất, ở nhà ông anh của em làm. Thì vị nào thích cà phê thì có thể liên hệ với em, 250.000 một ký, bao ship. Rất cảm ơn quý vị.